Xin chào các bạn, xin chào cộng đồng khởi nghiệp, đặc biệt xin chào cộng đồng doanh nghiệp. Và như đã chia sẻ ở livestream trước thì cái khóa mà tôi tâm huyết nhất ngoài các chương trình mà tôi đang làm đó là quảng cáo tư vấn trực tiếp in hàng, thì cái khóa mà chúng tôi muốn đào tạo cung cấp cho thị trường, cái trục chính ấy, đó là cả bốn mặt trận cho một cái gọi đời thường là cái nghề kinh doanh, thì chia làm 11 bài với một bài tổng kết là 12. Thì lần này thì tôi muốn có ý kiến với các bạn trước khi học. Chúng ta sẽ có một cái chứng nhận và đủ tư cách pháp lý của giấy chứng nhận và có chữ ký trực tiếp chịu trách nhiệm của tôi. Cái phần tổng quan của chương trình thì tôi đã chia sẻ. Và bây giờ vào từng bài thì tôi lại chia sẻ. Và bài đầu tiên được triển khai đó là mô hình kinh doanh và những cái nguyên tắc quản trị bất biến. Quá hay, tôi giảng tôi còn thấy hay. Và bài số 2 thì và chúng ta nguyên tắc là đã đánh là phải thắng, không thắng là không đánh. Và đây cũng là một cái thành phần để cho ta thắng. Cho nên xin giới thiệu với các bạn cái nội dung mà chúng ta sẽ triển khai của cái bài chiến lược kinh doanh, xây dựng và thực hiện nó, thì nó gồm những nội hàm nào. Thì đặt vấn đề với các bạn như thế này là bắt đầu cho hoạt động kinh doanh, người ta bắt đầu từ một khát vọng của chủ doanh nghiệp, sau đó đẩy xuống dưới là triết lý và niềm tin để thực hiện cái khát vọng ấy. Xong dưới nữa là sứ mạng của anh, xong dưới nữa là cái tầm nhìn, tức là cái mục tiêu dài của anh, xong dưới nữa là mục tiêu cắt bớt, là mục tiêu cho từng thời kỳ hoặc tính theo năm, mà dưới nữa là phải xác định được trị giá lõi. Từ trị giá lõi thì chúng ta bắt đầu triển khai nó, và cái đích cuối cùng là cái chữ thành công nó xuất hiện để đạt được khát vọng ở phía trên. Một cái lộ trình sơ đồ rất là rõ ràng chứ không thể chụp giật được, nó đòi sự hiểu biết, nó đòi có nghề và nó đòi thời gian. Cho nên là bắt đầu vào được hết cái mảng ấy rồi thì khởi binh cho hoạt động kinh doanh. Sau khi triết lý, tầm nhìn, sứ mạng, triết lý cũng như là khát vọng, thì bài đầu tiên chúng ta phải thiết chế được cái mô hình kinh doanh. Và tôi lưu ý là không phải mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh và những nguyên lý bắt buộc để mà khống chế được cái mô hình đó. Đó là nguyên lý quản trị bất biến cho mọi thời đại. Sau đó ở mỗi một khung cảnh người ta sẽ triển khai ở cái khung cảnh thời đại ấy, nhưng mà con người cuối cùng vẫn là con và người thôi, ví dụ thế. Thì bài đó giải quyết xong. Dưới mô hình thì chúng ta đã đạt được một mô hình, một phương thức để đưa cái ý tưởng đến tay người tiêu dùng. Một nguyên lý quản trị bất biến được nằm trong cơ thể người lãnh đạo mô hình. Thì bây giờ bắt đầu động tác đầu tiên của chuyên đề 2, triển khai cái hoạt động chiến lược ra để thực hiện ý đồ cho cái mô hình đó. Thì các bạn hỏi tôi thì rất nhiều cái này, thì tôi xin khẳng định cái điều đó. Như vậy nội hàm của chúng ta là triển khai được cái mô hình bằng một hành vi cụ thể với một ý đồ cụ thể, chiến lược kinh doanh, để có thể hiểu được ý nghĩa của nó này. Còn không hiểu ý nghĩa các bạn không học đâu. Để thành lập, để vận hành một doanh nghiệp, thực ra có nhiều cái lăng kính để nhìn, nhưng nếu nhìn ở lăng kính bền vững của nó thì nó lệ thuộc 5 nhân tố. Một là người lãnh đạo, linh hồn đấy. Và nếu người lãnh đạo tôi thì cho tôi dịch thuật một tí, dùng từ nào cũng được, thì người ta gọi là một doanh nghiệp dốt. Nếu cái hệ thống lãnh đạo này nó tối, cho nên cái hoạt lãnh đạo chúng ta chỉ được 3 bài ở phía sau. Thứ nhì là chiến lược. Lãnh đạo tốt mà chiến lược tồi thì nó gọi đấy là doanh nghiệp mù. Ở đời thường nếu ai có mục đích rõ ràng thì người ta đã thắng 60% rồi. Cho nên nếu như các bạn mà quên cái chiến lược này, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, không ý thức được nó, thì tôi giả sử có thắng thì thống kê của thế giới nó cho thấy anh thắng vì anh mới vào thị trường, anh thắng vì cạnh tranh thấp, anh thắng vì anh có lợi thế, ví dụ doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn, chứ không phải tại anh tài. Thành ra là đừng ngụy biện chuyện đó. Nếu không có chiến lược, mục tiêu, cách đánh chiến lược phù hợp với nguồn lực thì chúng ta là doanh nghiệp mù. Mà nếu doanh nghiệp lãnh đạo tốt, chiến lược tốt nhưng chỉ nói mà không làm, nhất là văn hóa Việt Nam, không xây được cái văn hóa thực thi thì nó gọi là doanh nghiệp Việt vọng. Cái tên doanh nghiệp nó thế, doanh nghiệp dốt, doanh nghiệp mù, doanh nghiệp Việt vọng. Nhưng nếu có thực thi mà cái người thực thi mà lại dốt, là nhân viên đấy chứ không phải anh lãnh đạo, thì cái doanh nghiệp ấy là doanh nghiệp chắc chắn chết. Nhiệt tình cộng với không biết thì bằng Lenin nói. Bây giờ lãnh đạo tốt, chiến lược tốt, như vậy doanh nghiệp không dốt, doanh nghiệp không mù, doanh nghiệp không viển vông, mà doanh nghiệp chắc chắn không chết. Nhưng nó có sống dài được không thì nó lệ thuộc biến số 5. Biến số 5 đó là đội cộng sự. Ở phần cuối cùng là chúng tôi giải quyết cái việc này. Cho nên để xây dựng được mô hình xong rồi, anh lãnh đạo có được tối thiểu nguyên lý quản trị bất biến cộng với nguyên lý quản trị khả biến ở phần sau thì phần lãnh đạo yên tâm. Thì bây giờ bài này là bài chống mù cho doanh nghiệp, đừng hành động mà không có mục đích. Cho nên chiến lược kinh doanh với ý nghĩa đó thì nó có những nội hàm mà chúng tôi muốn chia sẻ thế này. Mọi thứ là xuất phát từ nguồn lực. Cho nên mình mà không định vị được nguồn lực thì dân tộc Việt Nam xây dựng chiến lược không được. Mà chúng ta đang có một chiến lược có thể nói là kể cả cái lộ trình chống Covid cực kỳ thành công, vì chúng ta hiểu chúng ta chưa phải nhiều tiền, chỉ chúng ta đánh trong hoàn cảnh đó thì chúng ta thắng lợi. Bây giờ đến thứ nhì là doanh nghiệp phải ấn định được nguồn lực. Kinh khủng nhất là chỗ này, ngộ nhận hết cả mà mất rất mạnh, mà lại cuối cùng tự ti khủng hoảng luôn. Mà mạnh cái gì thì đấy là chỉ ra lõi mà cũng không làm được. Cho nên là đầu tiên của mảng này có thể chiếm 2 ngày thì nó chiếm gần 1 ngày. Đó là tổng quan của vấn đề cộng với ấn định nguồn lực. Nguồn lực nói thật ngắn là thể lực của bạn. Thế là đánh giá sai. Thể lực có cái gì chứ? Thể lực đâu phải tài chính. Trời ơi là trời. Cái nguồn vốn chẳng hạn, nguồn vốn trí tuệ đây này, bây giờ mới là linh hồn. Quản trị tài chính không lên ngôi mà quản trị tri thức mới lên ngôi. Mỗi một anh nhân viên là một cái kho, là một cái mỏ khoáng sản, nó nằm ở đây chứ không phải mỏ than xưa lắm rồi. Cho nên nội hàm đầu tiên chúng tôi đánh toàn bộ xung quanh chữ chiến lược. Thứ nhì là nguồn lực, mất gần 1 ngày. Nguồn lực nó nằm ở ý này là anh rất khỏe, như anh đang học công nghiệp, đó là sức kháng cự của anh. Mà doanh nghiệp là 10 đầu vấn đề nó ập vào, ập theo giây chứ không phải ập theo ngày. 5 nhân tố vĩ mô, 5 nhân tố của cấp ngành nó ập vào thế này mà doanh nghiệp là con tàu phải đỡ được. Thế là vừa rồi chỉ cần Covid một tí xíu thôi, một cái biến kinh tế nó lắc theo thôi, thế là nước nó trào vào 35.000 doanh nghiệp trào. Thế bây giờ giả sử không biến động kinh tế thì tôi vẫn nói không khủng hoảng, vì Covid vẫn chết đi mà, chứ không phải đưa tiền là sống, hoàn toàn sai. Vậy thì bây giờ không Covid thì nó lại biến động về nhân tố luật và chính trị. Thái Lan là áo vàng, áo đỏ đánh nhau, thế thì doanh nghiệp chết hết, ít nhất là du lịch, không cần Covid. Thì mình phải có kháng cự là thế. Bây giờ Covid nó cho chúng ta thấy rất rõ, khi mà nó đứt chuỗi cung ứng thì nguồn nguyên liệu là kháng cự cấp ngành, tức là lào đảo hết cả. Thế tại sao trước đó anh không nâng kháng cự? Bởi vì anh đã nguồn cung cấp nguyên liệu đi. Bây giờ thì anh hiểu thế nào là vai trò đặc biệt của nhà cung cấp chưa? Chứ đâu có phải người mua hàng mới là quyết định. Cho nên khách hàng là 3 loại. Loại 1, khách mua hàng. Loại 2, khách cung cấp nguyên liệu. Và loại 3, kinh khủng nhất là khách nhân viên. Nhân viên là khách, họ là ông chủ, còn mình là lãnh đạo phục vụ. Cái tối thiểu nó không nắm được mà cứ lại dạng chân dạng thẳng làm lãnh đạo thì chết. Cho nên khi mà nó chỉ cần dính một đòn thôi, chứ không phải cái anh mua hàng anh chạy. Bây giờ anh cung cấp là người quyết định đấy, chứ không phải là người mua quyết định nữa đâu. ít nhất là 3 phần, bên này 7 phần, nhưng cái người quyết định nhất vẫn lại nhân viên cơ. Cho nên là cuối cùng là cái loạn xì ngầu đấy, thế là mỗi anh tiếp cận một đằng và kết quả người lãnh đạo lung tung không biết sao cả. Cho nên là đây là phải ấn định chính xác nguồn lực của mình hiện tại có bao nhiêu. 1. Thể lực. 2. Khả năng kháng cự của doanh nghiệp, tức là khả năng chống chọi với 10 đầu vấn đề. Thế khi học chúng tôi mới triển khai. Còn thể lực nó là hữu và vô hình. Đằng này hiểu thể lực là nhiều tiền, trời ơi là trời, không đúng tí nào. Thể lực cộng với kháng cự, thể lực cộng kháng cự. Mình cụ thể thế nào? Ở mỗi đầu vấn đề chúng ta có một ma trận chấm điểm, kết quả so với trung bình ảnh. Mình yếu chả sao cả, mình sẽ đánh kiểu yếu. Mình mạnh, mình đánh kiểu mạnh. Mình trung bình, mình đánh kiểu trung bình. Đằng này lại cứ kêu là em yếu em thua. Không phải, không phải. Bằng chứng là dân tộc Việt Nam đâu có mạnh nếu xét cả lực lượng vũ khí. Nhưng chúng ta đánh bằng chỉ giá lõi, và chúng ta luộc 6 đế quốc cho 11 anh. Thì các bạn thấy rất rõ điều đó. Chính vì lẽ đó trên ngày đầu tiên tổng quát và phương pháp ấn định nguồn lực mình, chả có gì buồn ở đấy, nhưng nếu hiểu mình là mình ăn. Đến ngày thứ hai là sau khi có nguồn lực thì chúng ta mới ấn được cái mục tiêu. Mục tiêu mà ấn cao hơn nguồn lực, phát triển lắm, chết như giả, ngồi ảo hết cả. Mục tiêu mà đặt mà thấp hơn nguồn lực, nói nôm na là anh hẹp trước sau chết. Và ngày số 2 sau khi ấn định được mục tiêu thì phần nặng đô nhất đó là phần cách đánh chiến lược. Thì cách đánh chiến lược thì chúng ta dựa vào cái thế cờ, trục bên này là thể lực, trục bên này là kháng cự, thì nó chia làm 4 cái nhóm doanh nghiệp. Chúng ta sẽ ở mỗi nhóm nó sẽ có tư tưởng chỉ đạo của cách đánh, chứ đừng có gào lên nó làm được vì mình cũng làm được. Tôi xin khẳng định với các bạn rằng họ làm được mình không làm được. Hãy tập cho mình bằng được một cái phương án, một suy nghĩ. Cái tớ làm được, ông nội cậu sống dậy cũng không làm được, chứ tại sao lại đi đua với người ta những cái hùng hục như vậy? Đấy chính là tư tưởng. Tư tưởng còn chỉ hiện trong cách đánh. Như vậy tóm lại nội hàm của 2 ngày bằng tất cả nhiệt huyết cộng với độ nhuyễn của kiến thức, cộng với sự co kéo của nghề sinh hoạt, tôi sẽ nén cái thông tin xuống để giải quyết 3 vấn đề cực lớn: ấn định nguồn lực, ấn định mục tiêu, liều lượng mục tiêu và mục tiêu gì, và tiếp theo đó là ấn định cách đánh để đạt cái mục tiêu đó, đánh chiến lược. Còn sau này các bài sau là cách đánh chiến thuật để triển khai cách đánh chiến lược. Nhầm lẫn là chết, hùng hục là chết, non tay cũng là chết. Và ở phần trên cùng, ngoài 3 nhân tố đó thì chúng ta mới hình dung được cái chốt chiến lược nó là gì. Nó có 3 cấp chiến lược: cấp kinh doanh, cấp công ty, rồi đến cấp kinh doanh tức là chiến lược cạnh tranh đấy, và cuối cùng rất lợi hại là chiến lược cấp thành phần. Chiến lược cấp thành phần đó là nhân sự, chiến lược tài chính, chiến lược marketing, chiến lược rủi ro. Còn nhiều ông không học thì thò vào dân đâu, làm gì có chiến lược rủi ro, vớ va vớ vẩn. Chiến lược AND để nó triển khai cái chiến lược cạnh tranh. Đằng này chơi chữ đã không hiểu được, còn chơi chữ thì tất cả các chiến lược thành phần ấy nó được lên vào các bài mở đầu cho các bài thành phần từ bài số 3 trở đi. Rất giỏi ý đồ. Mà tôi đặt vấn đề là các bạn đi làm rồi, nền tảng kiến thức có rồi, cho nên với 2 ngày nó không nhiều đâu, không ai dạy được chiến lược trong 2 ngày cả. Nhưng với đối tượng của chúng ta thì hoàn toàn học được. Và các bạn đã làm, các bạn ấn cho, các bạn quan tâm cho, sắp xếp lại hệ thống lại, sau đó chạy cách đánh. Và thực tế tôi làm tư vấn cho các doanh nghiệp thì nó hiệu quả tức thì, chứ không phải là hiệu quả có tính chất lâu dài đâu. Ở một góc độ khác, sau 2 ngày, ngoài cái việc các chiến lược, các cấp thành phần ba cái nội hàm của chiến lược, thì chúng ta có một cái phần cuối cùng của buổi chiều ngày tiếp theo, ngày thứ hai đấy, là bọn tôi sẽ chỉ ra cái mảng miếng về mặt tổ chức để thực hiện cái chiến lược ấy, mang tầm vóc chiến lược, tổ chức thực hiện nó. Còn khi mà thực hiện nó thì bắt đầu đó là các bài sau, từng mảng. Thế bây giờ tôi giả sử từng mảng rất tốt, mà cái định hướng ở phía trên ấy, chọn lối đánh, ấn định mình, thì là mà không có thì đánh làm gì? Tất cả những cái khôn ngoan ấy mà không giải quyết cái mục tiêu thì thua. Tôi nói ví dụ anh A là phải chơi tấn công, thì tôi nhảy lên thị trường lộ. Anh B là phải đánh phòng thủ, yếu đừng ra đó. Thì em chui vào thị trường ngách, đâu có mỗi câu thị trường ngách nói hoài. Thị trường ngách còn có thị trường hẹp, chứ đã anh vào ngách đã đập anh chết ngay. Thế làm như hẹp không có cạnh tranh, hẹp cũng có cạnh tranh. Bó cái chết thì lại phải chui vào thị trường ngõ, mà các bạn lưu ý ngõ nó có ngõ cụt, cho nên phá sản là bình thường. Thì ở trường hợp ngõ cụt thì giải quyết sao? Lúc đó là bãi đầu tư cũng phải làm, bãi đầu tư cũng chả xấu để chuyển sang một ngành nghề chỉ ra loại khác. Thằng này cứ suốt ngày cứ mỗi cái từ thị trường ngách nói hoài, đâu phải vào ngách là không cạnh tranh, vào ngách là xấu, hoàn toàn không đúng. Thế nào là đánh đa dạng hóa? Ông nào cũng đa dạng hóa. Nếu ở thế cờ của anh mà tấn công, anh đơn giản hóa cho tôi là anh ăn. Không đơn được thì phải đa, chứ phải cái gì đa cũng ăn đâu. Thế bây giờ đến chiến lược là chuyển hướng, mà tôi hay nói hôm nào là chơi ăn bám đi. Thế thì ở thế cơ nào thì chơi tư tưởng lắm. Đằng này anh cha có tư tưởng thì anh họp công ty anh cứ nói rồi. Bây giờ là đi kinh doanh, mượn vốn của người khác, đó là một chiến lược. Tôi xin khẳng định với các bạn đó là chiến thuật, đó là tiểu sản, chứ không phải chiến lược. Vì nội cái từ chiến lược cũng chả nắm được, cứ nói thế. Cho nên là hy vọng các bạn cho tôi thuyết phục các bạn. Nói một cách khác, không có chiến lược là một công ty mù. Điều đó rất rõ ràng. Cái đích nó đằng kia, mà cầm cây gậy, điều hành kinh doanh bằng cây gậy. Chòng chọc, ôi chỗ này có nước, ui phải đi lại. Chòng chọc, ui chỗ này có đá. Mà cái đích đi mà đi đường vòng thế này, đi nửa đường rồi té. Đấy chính là cái mà ý cuối cùng. Tất cả những doanh nghiệp vừa rồi họ sống này, thì nó có 17 bài học kinh nghiệm. Trong đó cái bài đầu tiên ấy, anh thay đổi chiến lược là anh chết. Vì chiến lược nó được đặt trên cái nền tảng nguồn lực, mà nguồn lực nó bị thay đổi yếu đi, chứ nó có thay đổi hoàn toàn đâu. Cho nên người ta làm công tác điều chỉnh chiến lược thì người ta ăn. Đằng này rút hết cả vào xong rồi đánh hoàn toàn cái mảng mới mà cái nguồn lực nó không cho phép anh làm chuyện ấy. Đơn giản lắm, cho nên nhìn thấy rất là muốn góp một phần vào cái thành công của các bạn. Đó là bài chiến lược. Mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cứ tự tin, ui gì tớ thì cần gì chiến lược chiến thuật, sai hết các bạn ạ. Các bạn còn ngã ngựa nữa, và điều đó là điều cực kỳ tôi không muốn. Được đấy. Cho nên là cái bài 2 với 2 này thì bọn tôi thường là tôi giảng quá giờ giảng, không có người mà dơ cái bảng là tôi không xuống bụng luôn. Tại vì cái khát khao ấy nhìn các bạn tôi nghĩ là tôi muốn góp phần với các bạn một phần. Hy vọng gặp các bạn đông nhất có thể, vì đó là hành vi đáng làm trong cuộc sống này, đáng làm, và tôi chịu trách nhiệm về những chuyện này. Ngần này tuổi, kiến thức thế này, kinh nghiệm thế này mà lại đi nói với các bạn một cái điều sai, một cái điều không. Hãy nghe thôi, vì kiến thức mà tôi được cập nhật cộng với cái thực tiễn đang diễn ra thì tôi đang nói bằng nhiệt huyết của tôi, và kiểu gì thì kiểu không hề giả dại. Chúc các bạn sức khỏe và thành công, và hẹn gặp nhau trên lớp. Ok. Trường Doanh nhân PR.